được về quê, người ta mới về quê. Tại vì học bây giờ học mấy rồi, tại học giờ học mấy rồi, vừa một giây thôi, mới có một lần, mất 4 năm, sau đó mình sẽ là theo về quê. Chuyện vào cái quán này này thì quán đầu nhưng mà các bạn sẽ theo kia là cái là chỗ quán là bán đậu, khách khá là vắng, chưa thấy có khách nào. Bún đậu mắm tôm, quán này nó gần ga Giáp Bát nha mọi người nhé. Chưa mới bán à? Không phải là chưa mở ra là bán, không phải là khách vào là bán. Đây là toàn bộ món bún đậu đây mọi người. Bún đậu là phải có kinh giới đây. Đây là kinh giới này, đây là bún này, đây là chả nha mọi người nha. Đây là đậu, bún đậu hiển nhiên là phải có đậu rồi. Mình thích vào những quán nào nó vắng người như này ăn cho nó thoải mái. Đây là mắm tôm nha mọi người, mắm tôm được trưng lên này, vắt vào quất vào. Mình sẽ bắt hai quả quất vào đây. Hôm qua mình ăn món bún đậu rồi nhưng mà ăn là phố cổ. Chưa có thìa không chị? Dạ. Dạ có cái thìa là không ạ? Thìa à? Em hơi điếc, bé này không đẹp đâu ạ. Chị quê ở đâu ạ? Em ở Đại Từ đấy, ngay đây. Đại Từ ạ? Quê Đại Từ, bán đảo Hoàng Minh Trà. Em tưởng Đại Từ là Thái Nguyên. Đại Từ, bán đảo Hoàng Minh Trà. Quê. Cái quán này có một mình chị làm đấy ạ? À vâng, xong rồi đến trưa anh ấy đỡ anh đi mua hàng đấy. À. Thì là lấy anh ấy ấp tối bán lẩu đây này. Bán lẩu à? Tối bán năm con này. Bán cả ngày, chiều 5 giờ. Bán đến 2, 1 giờ giữa cái này là nhà sạch. À. Sau đó ai được kéo ai vào thì có dọn dẹp 3 giờ, 5 giờ, 4 giờ. Bán quán ăn này là giàu lắm này. Bốn giờ à? Bán muộn vậy mà sáng lại dậy sớm mới đi làm thì mệt lắm nhỉ? Quen à? Mình phụ nữ thì chỉ có mà mình để chồng có mà cãi nhau trên đó nhé. Phòng quán ăn này rất là giàu. 25 giờ dậy sớm. Dậy gì sớm, 5 giờ là được vừa. Phòng quán ăn này rất là giàu nhưng mà vất vả. Nhưng mà tiền nhiều thành ham làm. Nghề nào chọn nghề đấy. À. Không thuê người làm. Thế còn chị đâu? Thế còn chị đâu? Dạ. Còn chị đâu?
chắc nhỏ. Cái chị năm nay bao nhiêu tuổi à? Năm nay 38 tuổi. 82 à? Em mời chị nha. Chị hơn em 1 tuổi. Đi chơi à? Vâng. Quên quất lên. Quấy rồi. Bún ở đây khá ngon nào. Anh Tư nhà báo. Nghề quá, đúng rồi. Nghề của em là làm YouTube. Chứ học quản lý à? Đúng rồi, làm thuê phụ thuộc lắm. Làm này làm cho mình tí lợi ấy tí nhưng mà nó tự do. Nói thế là môn thủ bán hàng, đi lâu lâu sợ mất khách, không dám nghỉ nhiều. Nói chung ở đây, nhưng mà ở đây là bến xe này khách vắng lai nó cũng đông. Vâng, thì không sợ mất khách, đúng không? Xe ôm nhiều, khách như anh, lái xe. Lái xe hôm nay có hôm nay thì lại ăn. Nhưng mà mình nấu ngon, làm ngon các thứ thì khi nào người ta qua đây, người ta lại vào đây người ta ăn. Nhưng người ta lại hay đi qua, khách vãng lai nhiều nhưng mà người ta lại hay đến liên tục. Người ta phải đi lại lại chứ. Về quê với lên thành phố ấy, người ta hay bị nhỡ bữa đó. Đây là cháo lòng. Đây là chả. Chả cho người nha. Bún này người ta là nó chính là cái bún ngày xưa là bún lá đấy, bún lá mà người ta dùng kéo người ta cắt này. Đây là ớt này, ai thích ăn ớt thì có thể lấy ớt. Còn đây là chả nhé, chả lem này. Còn đây là cũng là chả thôi, nó là chả thịt. Và đây là đậu rồi mọi người nhé. Đó, ăn bằng này ăn sáng được tâm cho con nò. Nò các bạn. Nhìn là cũng khá đấy, ăn sáng thì nó thấy rất là ngon đấy. Đây nó gọi là phường gì nhỉ? Đây nó gọi là phường gì? Mà đây gọi là phường gì nhỉ? Phường Giáp Bát. Phường Giáp Bát à? Quận Hoàng Mai đúng không? Sáng quê. Con này ăn khá ngon.
ra đây. Tôi ở lòng bắt tôi không lo vào. 30 giờ sắp rồi, trên phố cổ nó còn 45 giờ. Cốc trà ở 30 giờ. Ở đây là trà con mạng. Tôi chào mọi người nha. Nếu là thích video của tôi hãy like, subscribe để ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn. Chào nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.